chào khán giả kênh Phương Dừa. Hiện tại Phương Dừa đang có mặt ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ đây là phim trường mà Phương Dừa chuẩn bị làm game show. Hôm nay Phương Dừa rất là vui khi Phương Dừa mời được những đứa em của Phương Dừa, là những đứa đã từng tham gia cái game show Phương Dừa làm á. Giờ mấy đứa nó nổi tiếng hết rồi, có Phương Dừa chưa nổi tiếng thôi. Dễ thương lắm. Hôm nay ngoài cái game chí không của ta đây, Phương Dừa sẽ quay cái game là bịt mắt đập nêu. Bịt mắt đập nêu là như thế nào? Bịt mắt đập nêu rồi bịt mắt lại đi đập cái nêu bình thường lắm. Phương Dừa sẽ làm sát máy xong á. Đó. Đó, anh sẽ Phương Dừa sẽ treo mấy con heo gần gần máy xong, đứa nào đi gần máy xong mà sập hố thì té. Té cắm động dưới. Với là một cái game là khéo tay hay làm. Khéo tay hay làm là gì? Quý vị các bạn biết cái đôi tay nó rất là quan trọng đối với mình. Làm cái gì cũng phải có đôi tay, và hôm nay cái game của Phương Dừa xài làm không sử dụng cái tay. Đó. Với một cái game nữa là tam sao thất bản, quý vị khán giả có góp ý Phương Dừa là nên làm cái game tam sao thất bản đi. Phương Dừa thử làm cái game. À, quý vị các dạ, bạn mà theo dõi thấy cái nào dễ thương thì giới thiệu Phương Dừa nha. Đây là Duy, trợ lý sản xuất của Phương Dừa, đang phụ sản xuất cho Phương Dừa cái bó cảnh của chú Phương của ta đây. Hôm qua Phương Dừa ghi hình một ngày, các bạn leo sập bờ đất luôn rồi. Đó. Phương Dừa có các máy quay nè. Đây Phương Dừa có các máy quay đây, máy quay, ba máy quay. Với cái này cái GoPro, mấy cái này cũng rẻ tiền quý vị vậy. Cái này cái GoPro nè. Cái này có 5-6 triệu gì đó. Bên kia có máy, vậy có ba máy gì đó. Với lại xin đáp Thương Dừa xài cái điện thoại. Đây là Lợi. Được. Đây người chơi hôm nay. Sao mang dép qua vậy? Sao sao vậy? Chút ốc cho mang dép hả? Ý là mang dép qua mà nó không vừa cái chân em. Vừa sao không? Hôm nay Thương Dừa có mời bạn Lợi. Thật ra thì Lợi nó cũng rất là ngại lên game show. Từ khi mà lên Thách Thức Vinh Hài, quý vị không giả chửi quá chửi. Đó. Rồi 3 năm nó lặn mất tiêu luôn. Lặn ở Dừa Thanh Long á. Đó, rồi giả bộ làm nghề thanh long, rồi Phương Dừa mới môi lên, rồi bắt đầu môi lên, thấy quý vị khán giả bớt chửi rồi ngóc lên, từ từ bắt đầu tham gia show cùng nhãn hai. Giờ làm hai vợ chồng làm game, làm kênh YouTube thì được rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến. Mừng quá ha. Dạ chết đi sống lại ha. Mừng chứ. Mừng chứ. Ô chứ giờ nó bổ vậy, nó quay tùm lum chứ không hiểu bạn thì chúng ta sao đang bu qua lên Phương Dừa để kiếm surprise cả nhà. Giống như con khỉ, con thú gì. Dạ đó. Đúng rồi. Y như con thú như để nó quay nó là thiếu một cái lồng nữa thôi, chứ cái gì mà quay xung quanh. À, giống như nuôi để làm kiển đúng không? Đây là bạn Thanh Trương. Thanh Trương, kênh Thanh Trương lên cũng rất là nhanh, quý diễn giả Trần Thanh Trương. Dạ. Yeah. Mong mọi người ủng hộ cho em với. Phương Dừa tập hợp những đệ tử. Nói chung là đệ tử thôi của Phương Dừa ở đây. Mình tên Lợi, bạn tên gì? Dạ, mình tên Thanh Trương bạn. Rồi, hai chúng ta gặp nhau nha. Xin chào bạn. Xin chào bạn. Đó. Đây. Đúng sao luôn á. Không, cái này là cái clip hậu trường nha quý diễn giả, quay những cái gì vui vẻ nhất. Nên quý diễn khán giả đừng có ném đá Phương Dừa với mấy bạn nha. Nói chung hậu trường là vậy đó. Hậu trường là rất là vui, mấy anh em giỡn vui lắm. Đúng rồi đây. Mọi người. Này chứ 5 triệu bạc á. Giỡn. Ghê vậy. Okay. Trời ơi. 5 triệu đó. Show trí khôn của ta đây đầu tư hơn 5 tỷ nha cả nhà ơi. Đâu 5 tỷ là một tập. 5 tỷ là một tập, một ngày anh quay bao nhiêu tập? Có heo vàng ha. Đây nè. Heo vàng luôn. Thế con heo vàng này để cho Phương Dừa quay game show cái gì đó mắt sập heo. Đây là để game show khéo tay hay làm. Quý vị tưởng tượng đi, ăn chuối mà không dùng tay. Đó, cặp bông tím trên rồi. Cặp bông tím này thế nào nó cũng nhảy vô nữa nè. Bây giờ ông để sập ra kênh YouTube bông tím channel nha mọi người. Thế thằng anh Khương là một người rất là dễ thương, và một người đàn anh rất là chăm sóc mình trong nghề rất là nhiều. Mặc dù mình mới quen ảnh hôm qua thôi, nhưng mà ảnh rất là thân thiện, và hai anh em giống như là đã quen 7 kiếp vậy đó. Thì mình nghĩ là mọi người nếu mà yêu thích anh Khương thì cũng sẽ yêu thích kênh Bông Tím Channel chứ hả mọi người. Hãy subscribe kênh YouTube Bông Tím Channel. Đây là em làm chung với chị. Nói dễ thương quá. Các bạn thấy nó dễ thương thì comment bên dưới, còn không dễ thương thì cứ comment đi. Không dễ thương thì mọi người để trong lòng thôi, những cái đó nên để trong lòng, đừng có comment. Và anh Lợi là một người anh rất là dễ thương, mặc dù mình mới quen ảnh 2 phút thôi mà anh rất là dễ thương. Sợ anh Khương quá quen. Thôi giận chuẩn bị quay nè. Quay giới thiệu với mọi người dạ. Tại là mình làm kênh thì mình phải lo hai bạn kia nữa. Hai bạn đúng không? Tìm hai bạn hay quay clip chung. Trời ơi, Trương Anh Khương cũng đẹp nè. Nó bị khúc này nè. Trương nó đẹp thiệt chứ. Trương Anh hơi long. Trương gái là kế hả? Ừ, đẹp hơn Trương gái. Đẹp hơn Trương của bé Giang luôn. Trời ơi. Nàng Doraemon. Doraemon qua nó nhảy xong giờ nó bị sụp nguồn rồi. Qua chơi với em chứ không của ta đây, nó nhảy xong không? Tập nó vô gấp.
giới thiệu khán giả em tên gì đi. Anh xin chào các bạn, mình tên là Lý Tịnh. Lý Tịnh cha cha của Na Cha đó. Mình tên Lý Tịnh. Đó, nàng nói tiếng Cha của nó. Đằng đây là có bạn Hoàng Duy. Con Hiệp Duy. Con da trắng. Con cái tướng cuồn cuộn gì mà làm phụ Khương Dừa chuẩn bị các game đó, toàn là mấy đứa em dễ thương của Khương Dừa không có gì vậy. Nếu mà quý vị khán giả nghĩ đi, Khương Dừa làm một bộ phim mà Khương Dừa tập hợp những mấy đứa này vô thì nghĩ như nào vui? Dạ. Thấy sao vui không? Vui chứ vui á. Ủa chị Dần rồi vô ha, Ủa chị Dần, chị Thiên là đa rồi ha. Dạ. Với mấy đứa nít nữa, Tâm Sơ Ôm rồi ha. Nhiều rồi. Trời ơi, đâu phim này phim bom tấn luôn á. Phim này thanh chắc ha. Đúng rồi. Phim này sẽ có được quý vị khán giả rất là yêu thích. Đây nè, bé cũng thích cái phim hài này. Xin chào kênh của anh Phương Dừa. Em là Hồ Quốc Chí. Nay là tập hợp lên để chơi game hết. Nói chung là mấy bạn nào tham gia thích phim hài là Phương Dừa gom lại hết. Tôi là một tội luôn. À. Mày khô máu luôn. Mấy cái lúc như vậy thì nó cảm giác nó thoải mái dễ hơn, còn mấy lúc ở phim trường nó căng thẳng lắm. Đó, chào mừng nha. Mệt lắm. Tôi rửa cái sang lên cái nè. Rồi. Hai đứa làm gì vậy? Chưa thấy. Thử game hả? Thử game hả? Quay số anh. Phải sang lên. Ok chưa anh? Máy ok chưa anh? Lên lên. Nó bị gì à? Dạ. Đây là cái chỗ tôi vừa quay cái game chứ không có thay này quý vị nhỉ. Cái chỗ này ấn tượng thiệt, cái này chơi là buổi sáng chơi thì nó mát mà buổi chiều nắng. Anh ơi, chỗ này phim trường ta đi quay mà anh, chỗ này phải chỗ chơi đâu mà anh cứ lạng lạng vô hoài. Thằng bông tím này thiệt đó. Rồi chuẩn bị nè. Dạ vâng, chào em mừng bông tím nè. Em phải mặc đồ giống anh nè. Không, đồ tím nè. Hôm nay em làm con khác rồi. Black Flower. Nó đang phỏng vấn. Đen nó đen. Chân chơi không chơi. Ủa từ 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 từ. Anh giả đang với người kia. Ủa gì vậy? Anh hứa, anh hứa chị ơi. Bàn cái kênh nhau. YouTube hai đệ tử của anh. Đợi vào chương là sắp tới anh sẽ làm một cái phim. Phim trên kênh Phương Dừa. Anh sẽ mời tất cả các em vô tham gia đúng một bài. Rất là vui luôn, đảm bảo luôn. Đảm bảo mình sẽ được quý vị khán giả yêu thích, ủng hộ. Ha. Vô năm chết rồi. Hả? Dạ chết rồi. Đâu, phim thiệt, phim đường thiệt mà. Anh làm phim thiệt, anh có kịch bản xong rồi. Anh làm gì tụi em cũng ủng hộ anh hết. Không, tôi Phương Dừa có kịch bản xong rồi, quý vị khán giả hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ Phương Dừa với các bạn nha. Rồi bây giờ Phương Dừa sẽ chuẩn bị vô quay game, tại giờ là cũng gần 10 giờ rồi. Lúc gì chưa đụng nút vàng, bây giờ tính nhận hả? Không phải, là mình được 100 sub rồi bao lâu người ta mới chuyển về cái nút bạc cho mình đó. Nửa tháng là họ chuyển về cho mình. Wow, cái nút đó mình đổi ra được 2 tỷ hả? Đúng rồi, bán lại cho anh đi mua 5 tỷ. Wow. Nút bạc. Nút ba là 2 tỷ á, kinh thật. Rồi. Chứ đừng phải nút bạc nữa nha. Tụi em nút bạc nó quan trọng lắm, nút bạc là bán ra tiền không chứ đâu phải nút bạc để không không đâu. Nhiều bạn, nó cái này nó nhỏ thôi. Nhiều kênh YouTube á, họ lãnh nút bạc nút vàng về họ không biết giá trị đó, họ để treo nhà không. Nhưng thật sự cái nút bạc là nếu bán cho anh là 5 tỷ. Còn nó bán ra thị trường cũng phải 4 tỷ mấy. Còn cái nút vàng nó khoảng 10 tỷ. Sao anh mua sát giá vậy? Trời ơi, anh nói như vậy bây giờ các YouTuber về bán hết luôn. Bán hết để làm gì mà bán hết luôn này. Các bạn không có biết thì các bạn làm YouTuber và cái điều quan trọng để nên đạt được cái nút vàng nó đâu có đơn giản đâu, phải đi quy ra giá trị đó. Nên các bạn không biết anh đang thu mua, anh gom dần dần mua về để anh thu chèo mua cho nghe cái như lông gà lông vịt mua các tạc các nút của diện giả. Hiện tại ở Việt Nam thì chỉ có một cái nút kim cương là nút bạc nhiều lắm, nút bạc thì bình thiên luôn. Phương Dừa thì cũng được may mắn là được quý diện giả yêu mến thì cũng theo dõi, cũng bây giờ Phương Dừa cũng được nút vàng rồi. Anh em được lâu rồi mà. À, anh nút vàng là hơn 1 triệu là được nút vàng rồi. Em chỉ còn mấy ngàn sub nữa. Dạ em còn 5 ngàn nữa nha cả nhà ơi, cả nhà nhớ ủng hộ kênh Hot Boy Trà Sữa cho mau nhận nút bạc nha. Nút bạc là làm gì? Trời ơi, ba giờ em nói đặt nút bạc là ba giờ em đã tiệc lớn cả sớm luôn. Hắn cứ như là cái huân chương. Cái bằng khen huân chương lao động. Huân chương lao động. Huân chương lao động đúng rồi. Anh nghĩ đó là đúng luôn. Đúng luôn này kìa. Không phải nói gì đâu, nhưng mà huân chương lao động là đúng á, cái thành quả mình cố gắng biết bao nhiêu mà.
quay tốn biết bao nhiêu tiền của ăn uống chết mập rồi số tiền giảm cơm thôi tầm lum la. Nhiều khi mình quan trọng là mình được quý khán giả nhớ. Cái công sức của mình nó quan trọng, được khán giả công nhận, công nhận. Dạ mà xem chứ mình có làm có cách mấy mà khán giả không xem mình cũng như không. Ý là giống như kiểu là ghi nhận cái sự cố gắng của mình là được đến khán giả đón nhận. Bởi vậy tụi em làm là nội dung á, mỗi cái bình luận cái nhận xét của diễn giả là mình phải điều chỉnh. Nói chung là có những cái bình luận họ rất là tốt cho nội dung của mình về hình thức rồi. Còn có những bình luận thì có những bạn bình luận nhiều khi chưa hiểu mình, và các bạn cũng bình luận nó hơi hồi hộp ha, cái dạng như bình luận hay làm mình hơi buồn cũng là thôi không sao. Nhiều khi các bạn mới xem kênh nhưng các bạn cũng chưa hiểu rõ, chưa hiểu. Với lại 9-10 người ý mà quý diễn giả làm nội dung này mà Phương vừa làm nội dung chương trình quen rồi, Phương vừa làm từ các show, các phim, nhiều khi có khen có chê, giống như Thách Thức Ngân Hàng mùa này thì quý vị khán giả cũng có nhiều người cũng thích, có nhiều người cũng chê, nhưng mà nhưng mà đa số là quý vị khán giả đều thích là Phương vừa mừng rồi. Và hiện tại thì cái lượt xem của Thách Thức Ngân Hàng nó cũng cao, cao hơn, lên nhanh hơn so với các mùa trước, thì Phương vừa cũng cảm thấy vui rồi. Nói chung là mình bỏ ra mấy tháng trời để mình thức hôm thức đêm để mình làm, thì khi mà chương trình lên được quý khán giả mà đón nhận thì mình vừa cũng rất là vui, mặc dù nó còn nhiều cái mình đã cố gắng lắm rồi nhưng mà còn nhiều giải tài thí sinh họ chưa có tốt lắm thì nó làm cho quý diễn giả chưa vui. Nhưng mà Khương thôi, cái đó Khương vừa sẽ làm một clip chia sẻ khác đi ha. Rồi bây giờ Khương vừa sẽ chuẩn bị quay cái game chiến phong của cha đây với bạn Lợi trước, thì xong Khương vừa sẽ quay mấy cái game vui, rồi Khương vừa sẽ chia sẻ đến quý diễn giả nha. Hy vọng là quý diễn giả ai mà yêu thích mấy cái game của Khương vừa thì để lại ý tưởng cho Khương vừa. Với lại sắp tới Khương vừa sẽ làm những cái buổi tuyển sinh, Khương vừa sẽ đăng tin tuyển sinh lên để mời tất cả quý vị khán giả yêu mến Khương vừa, yêu mến chương trình sẽ tham gia chung với Khương vừa cho nó vui đó. Muốn gặp gỡ quý diễn giả rất là nhiều quý diễn giả muốn Khương vừa làm một cái offline gặp quý diễn giả mà Khương vừa chưa có làm được. Khương vừa nghĩ là quan trọng là khán giả yêu quý mình được rồi, còn gặp hay không thì Khương vừa sẽ sắp xếp. Dạ, cảm ơn quý diễn giả nhiều nha, chào tạm biệt ạ.